Vâng, kính thưa cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh của Bùi Hải Vlog chiều nay nha cô chú anh chị ơi. Thì chiều nay vô lau dọn dẹp mẫu cậu. Trời, nãy giờ đang làm clip thì kêu chết luôn, cầm camera trên. Nãy giờ đang làm clip bá quải, kêu đợi tao xíu trong đây dọn mất tiêu lâu trời. Ai tiếp tục. Chơi gì mà dọn mình không? Kêu chúng máy của cậu. Cầm máy cho, đưa cái máy cầm máy cho. Đó, đây. Mà đi là lấy cái cây coi. Khang Khang vô lấy dùm cái cây vô ai Khang. À, kêu đợi xíu mà chưa gì đâu dọn đó. Vô dọn gấp vậy á. Là lấy cái cây lẹ cô chú ơi. Để vô không còn cái gì để dọn phụ luôn á. Trời ơi, còn dướng nữa thiệt chứ. Vô. À, còn cái gì nữa đâu bưng trời. Rồi em anh vô trễ là còn gì đâu bưng. Còn cái này nè mà giờ không cho bưng nữa nè. Còn cái nè. Còn cái mèo đó, còn cái này. Thôi vậy thôi để nó đây đi. Trời ơi, kêu đợi xíu mà chưa vậy làm lẹ quá chân luôn. Lẹ quá, bây giờ mình dưng hai cái con giấy đi đi. Trời ơi, không kịp luôn á, mấy mày nhanh quá. Mau, nắm máy giùm chú coi. Mèo ơi, còn cái nịch không nè. Thôi giờ mình dưng mấy cái cây này đi, cây con giấy nè. Cái đó để đó, lên chi nữa, lau mộ, giờ lau mộ cậu đi, còn gì nữa. Đây, đây mèo, con vô đây. Còn đi qua góc bản ăn đứng quay qua. Ok luôn, để mèo quay là chùm chùm đạt. Rồi bây giờ thì mấy em mình lao dọn mộ nha. Ủa, mấy ta gì rồi hả? Còn vỏ quà của em kìa. Không, video của em đó. Của em hả? Ừ. Phải không? Ủa? Tiểu Khoan á. Phải của em không? Nhượng nhượng á, nhượng cho Kinh á. Ờ ờ đúng rồi đấy. Đúng rồi. Hên quá, được còn cái này. À hai. À để ra bung rồi đó. Dễ gì hôm qua em quấn keo rồi. Anh em lau mộ đi mình trong dầu đèn cái lý đi. Vậy. Còn gì nữa đâu? Kêu đợi xíu vô làm mất mẹ đó rồi. Calamen độc quyền của người ta đó. Đó Calamen mèo kìa. Nhắm ngay chú Hải mới chịu nha, không có ngay chân luôn mới chịu. Sao giờ là làm Calamen cho chú tới 26 Tết chú lì xì nữa chịu không? Tháng 2 triệu đó. Hả? Làm Calamen chú đi tháng 2 triệu đó con. Tháng 2 triệu. Tới 26 Tết chú lì xì nữa mèo chịu không? Phải nói lên trên video người ta mới nghe chứ gặp nói lên người ta mới biết nó chịu. Chịu không hả? Không chịu con lớn không chịu. Ờ chịu đúng không? Rồi ok chịu hết mèo, chịu hết mèo ngáo. Anh biết sao không, tại mới ngủ vậy xe ke nãy giờ nằm ngủ đó. Có đâu, tại tại ngại mơi tao gái tao nặng ngại ngùng đồ e thẹn. Cái máy vô lâu với cái máy bà Hồng Ngọc vô lâu với đó. Từ chút cũng vô rồi, đã dần ta đang lặt lá mà. Cái máy của chị Ngọc phải làm đẹp cho chị Ngọc mới được. Lại chị Ngọc lên đây quải mua rồi đó, đang lặt lá quải hả? Ừ, mua rồi. Phải ra mua liền luôn mà. Để chị Ngọc. Chị Ngọc muốn đẹp bộ cậu. Rửa này sẵn cái xong cái mình đem vô cái mình lấy hả? Rửa này. Ơ, cái này. Cái này đi. Cái gì vậy? Tại tao
quên nữa chứ, quên nói với mấy anh em cho biết trước. Hồi chiều nay sẵn rồi nói có anh Minh với anh Nết tới bữa 26 Tết nữa. Anh mấy anh có cúng nhường cho em cúng trước một bữa được không? Trời cúng gì? Cúng cái gì? Không biết giờ em nói trước á. Tại sao đúng không em? Ừ. Nói chung là em muốn cúng cái giờ nào cái bữa nay vậy. Né ra. Ngày 6 Tết. Em 10 giờ đổ lên à, 10 giờ đổ lại á chứ không có hơn được. Nói chung là mình nghĩ sao mà mình né giờ là được rồi. Né giờ là được rồi. Thì ý là em nói mấy anh trước vậy đó. Ok em. Vậy là bữa sẽ 26 là không với tên với sách vô chứ. Hả? Ờ đúng rồi, để cho bảo vệ người ta kiểm soát cái. Kiểm soát cái vậy. Là mình xin ở lại á hả? Là mình xin ở lại đúng không? Mình xin ở lại đêm ở đây đúng không? Ờ, đăng ký quay đêm á là phải đăng ký. Vậy là 26 là rồi, không có giơ tay. À, 26 em sáng vô chắc mà em cúng trước cho cậu xong rồi bắt đầu cái phát quà phát lì xì luôn. Em mùng 2 mới về. Không có mùng 2 em về. Không thì ý em nói mấy anh biết trước vậy đó. Anh đăng ký giùm cho em luôn coi anh Minh. Đăng ký giùm em luôn coi anh Minh. Chung đăng ký hết mấy anh em luôn coi. Đăng ký giùm em luôn anh Minh ơi. Anh đi với ảnh sắp xếp bên nữa rồi được cái đầu. Anh chịu đâu. Anh có nghĩ hết thì tóc luôn anh chắc. Ông nói thù mình dữ à. Hả? Nó đâu nói, chú nói nó anh Ngọc nè, ông đâu là muốn. Sáng gặp với chú nói. Như là có mấy anh em mà chú ơi. Rồi. Nói hồi thôi thấy cái cơn luôn á. Có đó không qua đây. Mèo này cái kia luôn á. Rồi gặp cho cậu. Chị cũng về, chị coi về bên Hóc Môn. Dạ, chị Hóc Môn làm gì dữ hả? Chở gạo về ăn. Chở gạo người ta cho chị hả? Chị ruột cho. Một tháng là chị cho một bao. À vậy bún đậu gà. Bún đậu gà hả? Có cái gì gạch đây nha. Quay cậu đi con, ra đứng trước cậu quay luôn. Cậu đứng đây nè, cậu đây nè con. Đừng chỉ đi lung tung. Rồi, thanh kèo vé đi. Ngày mai mình quay tiếp nha. Quay một không vậy? Chiều lau mộ cậu xong rồi cô chú anh chị giờ hấp nhang thì cũng gọn ghẻ hết rồi ha cô chú. Ồ, mấy anh đây đang đang chuẩn bị kê cây mai của chị Ngọc đúng không? Biết lắm mà. Trời ơi cái đôn không có chịu thấp ở dưới nha, là cái đôn bự luôn kìa của chị Ngọc mà, đâu phải vừa đâu. Thì hai cây này mùa hình nó để ngang qua luôn cho nó tương xứng với nhau ha. Trời ơi. Là em nghe nói là Tết chị Linh treo bao lì xì ở đây nè. Rồi, chị Ngọc cũng treo bao lì xì ở đây luôn. Mà em chưa nghe nói nha. Anh nói đó, anh nói. Hồi nãy là em nghe nói là Tết có treo bao lì xì nha. Chị Ngọc mà không treo bao thì là chị Ngọc thua chị Linh rồi. Trời ơi. Rồi dùng chị Ngọc dễ thì chịu thua đâu. Đúng không? Thấy mới mua cây mai vô cái chị Ngọc đi la đặt cây mai khác liền phải không? Mà nghe nói bao lì xì của chị Linh là bao 500 không đó. Trời ơi, thiệt đúng không? Ừ, bên đây là ngàn đó. Còn bao của chị Hồng Ngọc là ngàn đó. Cái mai này nó ghép quá ha. Nó ghép hàng chi nhánh quá chừng. Nói chung là ghép hết nè, đây nè. Nó có dấu đó. Đây là ghép nè, cái mối ghép hết nè. Nó có dấu ghép đó. Ghép hết. Ghép nó mới có được cái tàn gì á. Chứ bình thường mà cái cây mai mà cái tàn gì là giá trị nó xuống đột rồi. Không, nếu mà bình thường mà cái cây mai mà có cái tàn gì là giá trị cao lắm. Ghép nè. Là tầm được phải cũng hàng chục triệu lên là giá rẻ. Tại vì do ghép á cho nên là mới rẻ. Ghép mé mé cầm thằng ghép không. Mấy cây treo đây hả? Mấy cái liễn á, liễn tầm tay tầm tay xung quanh. Nói là trong hoa viên không có treo mấy liễn chúc mừng năm mới an an thịnh vượng gì đâu, đã dám chừng mai rồi. Cây mai à, để mà cái hồi nãy anh đi coi cây mai của chị Ngọc đẹp không? Đẹp nè. Đẹp không? Bao đẹp không? Cây mai kia của chị Ngọc bự hơn nghe. Bự hơn cây này luôn. Bự hơn cây này, cao hơn cây này. Cao hơn cây này. Độ cao hơn không?
cá không? Giờ anh cá không? Chút xíu anh cá. Anh cá cái gì đi? Cao em hơn, cao có 1 tấc à. Cao hơn tấc. Cao hơn nếu mà đo, nếu mà ngồi lật ha, lấy cái dây tự dưới đo lên tính cái đọt cái nào cao hơn là mình ăn. Ok không Hải? Là cao hơn cây mai này luôn. Cao hơn. Mà ừ, nó bự hơn luôn hả? À, cái gốc thì nó cũng tương đương, nó hơn nhích hơn chút xíu. Nó cao hơn mà. Hải ơi, ta đi ngoài ta. Anh đi ra ngoài mà anh quay mà. Em hỏi chứ nó có cá đâu trời. Vô video của anh là coi là biết liền. Đó, cao hơn. Mà cây mai này nụ quá chừng luôn nè. Cái bắp này nó muốn bùng luôn, nó bự lắm rồi nè. Nụ quá chừng nụ. Nước vô tới nước cà mai là bùng cái nó nở, nó bung cái mụ kia liền. Hai bữa phải nở. Bung cái mụ hả? À, chiều thì đang chờ đợi người ta chở cây mai của chị Hồng Ngọc vào cô chú anh chị. Chào mấy anh em đang sợ sạn cái đầu kê nha. Chung là mấy anh em mình chuẩn bị sẵn sàng hết luôn rồi. Đang cô chú chị. Cây mai lên để cho cái bịch. Có cây mai để lên thôi là ok. Rồi, bên đây cũng có cái đầu chim nữa nè. Ok nè. Nhưng mà hai anh em mình lựa là cái đồn nó bằng nhau luôn ha. Bằng nhau và cái vị trí này là cái miếng gạch này thì anh áo dạ anh mới chôm. Anh mới chôm ngang nhau không có lệch miếng nào luôn nha. Ngang nhau không có lệch luôn á. Nếu mà theo như anh biết á, hai cây ở đầu ngõ thì phải có hai cây ở cuối ngõ nữa đó. Cuối ngõ nữa hả? Đúng rồi, hai cây cuối ngõ nữa là nó mới đẹp, nó đồng thanh đồng thủ, nó phải 4 cây. Chúc mình sẽ cho cây này vô trong xíu nè, cho cái còn mới thấy cây mai của chị Ngọc đúng không? Chán cái mặt tiền cây mai được. Hai cây mà ở cuối ngõ là ngon. Để mình cho cây này vô đi. Động như vậy thôi, cái này ông động mạnh quá mà chết là ông niêu cũng hụa nha. Rồi ok, cái cây đó lẻ rồi. Dạ thôi, Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị ơi. Xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog nha. Nguyên ông bà cô chú trên kênh của Bùi Hải có thương Bùi Hải thì cho Bùi Hải xin một lượt like, một lượt đăng ký để Bùi Hải có động lực làm những video hay nhất tại mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh gửi tới cho cô chú anh chị gần xa xem ạ. Và một lần nữa Bùi Hải xin chào và hẹn gặp lại cô chú ạ.